ngữ này có nghĩa là gì? Fake fantasy cool friend, cái show giả tức là mình giúp ai đó khám phá là cái gì đó. Fake fantasy cool friend, cái show ta dùng động từ fake theo sau là một cái động từ nguyên mẫu để tác động lên một cái hành động để nó được thực hiện, làm cho ai đó khám phá cái gì đó chẳng hạn. Thì trong đây là một chương trình mà giúp bạn khám phá hàng tuần một cái action generous solidaire, một cái hành động generous nghĩa là gì Rộng rãi, các bạn? Hào phóng, phóng khoan dung ha, và đoàn kết. Gracieusement, nó xuất phát từ tính từ là gracia. gracias, Gracia có nghĩa là khen con. duyên dáng, tốt bụng. Và cái advert và tư vấn của nó là gracieusement, một cách tốt bụng, một cách duyên dáng, tử tế. Rồi, những cái người buôn bán này sao? Họ mở cửa một cách tốt bụng dành cho những người Người trên đường những người trên đường Initiatively, nghĩa là gì nào? Initiative là một cái sáng kiến. sáng kiến. Concrètement, nó xuất phát từ từ là concret, Cứng có nghĩa chắc là chắn đúng không? Chắc chắn. thiết thực, thiết thực cụ thể, một cách cụ thể, concrètement. Xác thực, thiết thực hay là cụ thể? Ví dụ một cách cụ thể là những người buôn bán đề xuất với những ai mà có nhu cầu tiếp cận đến những cái boutique service gratis, những dịch vụ nhỏ Miễn miễn phí. Label là nghĩa là gì các bạn? cái mẫu label cái nhãn thế này Một cái nhãn hiệu, còn vitrine trong vitrine cái tủ bày hàng, tủ kính, tủ trưng bày. tủ kính hả? Rồi như vậy, hôm vừa rồi chúng ta cái câu hỏi mà các bạn chưa trả lời được ha, đó là một cái carillon, một cái hệ thống chuông ha, nó bao gồm trois cloches, ba cái chuông. Mỗi cái cloche nó biểu trưng cho là le commerçant, người buôn bán, l'habitant, Người dân người dân, et la personne sans domicile, những người mà không và những có người mà sao domicile là chỗ nhà, mà ở ha, không có những cái nhà. personne sans domicile là những người vô gia cư. Sống harmonia, các bạn có tính từ là harmonia có nghĩa là Hòa đồng. hài hòa. Và ba người này sao họ kết hợp lại tạo thành một cái son harmonia, một cái âm thanh hài hòa. Rồi danh từ của nó là harmony, sự hài hòa. Harmonie sociale.
mang ý nghĩa là một cái sự hài hòa về mặt xã hội. Pictogram, những cái hình tượng. Còn micro-ondes là thiết bị điện tử gia dụng gì các bạn? Lò vi sóng, À, lò vi sóng. ông cửa sóng hả? Repertorier. Chưa à? À, lên danh mục ha, Repertorier. Vehicle for sang service a Đọc dịch solo bài description. này số 5 ha. Dài Alo. quá trời dài. Hương và Bình. English. Dạ. Alice. Philanthropy là cái người sáng lập ra cái Caritas Fund ở Germany. Với cái việc thành lập ha, Cartier France rồi Genevieve và Dan 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 Nạp Món là rồi tiếp tục chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người, chào mừng đến với Philanthropia, một cái chương trình phát thanh mà sẽ giúp cho bạn khám phá ra mỗi tuần một cái hành động tốt bụng cũng như là đoàn kết. Và những cái người đây là những cái người bán hàng mà đoàn kết thế này. Đoàn kết đông Mà chúng ta mà đông là đại từ quan hệ ha, nó thay thế một danh từ mà trước nó có giới từ the mà chúng tôi sẽ nói về ngày hôm nay. chúng tôi sẽ nói về ngày hôm nay. Những cái người bán hàng này thì mở những cái cửa tốt bụng, những cái cánh cổng tốt bụng đối với những cái người ở trên đường. Một cái sáng kiến rất là đẹp, được gọi là với cái tên là Le Carillon, những cái chuông, là cái chuông chùm không ạ? Dạ, cái chuông chùm. Nó học tên ha, cái chương trình là Le Carillon, nó nghĩa là hệ thống chuông ha, những cái chuông. Và cái Rồi, Le Carillon hay nó là tên riêng thì chúng ta khỏi cần dịch cũng được. Le Carillon này ngày nay nó là một cái mạng lưới gồm có 700 người bán hàng. Những cái người này là những cái thành viên của những cái mạng này, do đó là Vậy thì cái việc này nó vận hành ra sao? nó hoạt động như thế nào, ra sao, Cụ thể như thế nào? cụ thể là như thế nào vậy? Vâng, những cái người bán hàng không không thích xong là Cụ thể ha, cụ thể là những người bán hàng những cái người bán hàng đề nghị đề xuất cho những người cái người mà cần thành ngữ là persona là cần hay là nhu cầu, những người mà cần có nhu cầu cần ACDA là tiếp cận cần có nhu cầu tiếp cận những cái dịch vụ nhỏ mà miễn phí, thì những cái người này là những cái phục vụ Vậy thì những cái dịch vụ nho nhỏ hàng ngày vậy thì những cái dịch vụ nho nhỏ hàng ngày chúng tôi cái người mà sáng chúng tôi sáng lập ra cái shopkeeper giờ nghĩa là phụ trách phụ trách chúng tôi phụ phụ trách trách cái dán hay gắn lên một cái gắn dạng lên một cái dạng bảng hiệu đoàn kết. liên kết của Carillon trong cái tủ trưng bày. Phát xong lê à là Giống với sống cái gì? Ai giống với cái gì hả? Isabel. đúng rồi có ba cái chuông tất cả, thì những cái chuông này nó sẽ đại diện cho cái người bán hàng
người dân với lại những cái người mà vô gia cư, họ giống như muốn với lại những cái Họ cùng nhau làm thành một nhau cái hoàn thành một cái âm thanh hài âm hòa ha. hoàn thành một cái âm thanh hài hòa, và họ những cái âm thanh hài hòa xã hội này thì nó Valley Can hướng về nó mà người ta hy vọng đi về hướng về đó. Hướng về đó tức là cái hướng về cái sự cái âm thanh hài hòa đó. Ở đây là cái đại từ ghép, nó có một cái giới từ ha. Ở đây là Ghép ve, rồi le ke là thay thế cho son harmonia, một cái sự hài hòa mà người ta mong muốn hướng về. dạ Người ta dán những cái cái này affix lên, cái như vậy người ta dán những cái cái này người này ta dán những cái này lên cái tủ với cái tấm hình nhỏ những nhỏ, cái cái hình tượng nhỏ 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 liên quan đến correspond là tương ứng với nó tương ứng những với cái đề xuất nho nhỏ những dịch của những vụ. cái người bán hàng. Như vậy thì những cái dịch vụ nhỏ này, những cái dịch vụ nhỏ mà những cái người bán hàng sử dụng, thì tôi thấy là đã có khoảng 40.000 cái dịch vụ được cung cấp, được trao đổi trong vòng 3 năm. Vậy thì rất là nhiều. Những cái dịch vụ này thì cái bản chất của nó là gì? Vậy Nó chuyên ngoại nghĩa là thiên nhiên, nó nghĩa là bản chất cũng vậy ha. Bản chất của chúng là gì? Vâng, những cái dịch vụ này thì nó sẽ Điều này có thể là đến từ ha, đến từ đến từ cái việc sử dụng một cái ổ cắm điện thoại một ô cắm điện thoại, ha. Rồi Surface là hâm nóng ha, hâm nóng thức ăn hâm nóng một bằng cái máy. vi sóng, rồi sử dụng toilet hay là đọc một cái Bài báo bài báo. Và đúng rồi, thế là thế chúng tôi là chúng tôi lên danh mục, chúng tôi sẽ lên tôi danh mục lên danh mục khoảng khoảng 25 25 dịch vụ đúng rồi để mà thảo luận. bằng cách cái này là vấn đề này chúng ta chưa học đến, người ta gọi là geronif danh động từ, bằng cách thảo luận với những người Bằng cách thảo luận với những cái người vô gia cư hiểu ha, cũng có để một hiểu kiểu những cái một tí ha, ambitious một tí ha, về về nhu mong muốn về nhu đa cầu. nhu cầu của họ. Chúng tôi nó cũng giống như là cái Tôi cũng có ha, chúng tôi cũng có những người bán chúng hàng tôi cũng có những người bán hàng, những cái người mà diplom là gì thế? loa là xa ha, bus là hơn ha, kỳ vòng bus loa, những người mà đi xa hơn ha, tức là họ Những có thể làm nhiều hơn nữa, người bán hàng đi xa hơn, những những cái cái người người tiếp mà cận cái sản phẩm, cho tiếp cận cho tiếp cận xem đến những những cái sản sản phẩm phẩm giống như là những như món ăn là nóng cơm là như là ha. như là Rơ ba là bữa ăn ha, như là ăn một nóng cái bữa ăn ăn nóng. ăn cá Đề dân ca ha, ăn ca là bữa ăn nhẹ, và những cái món cá nóng, món món thức uống nóng, hay hay là chẳng hạn như là cúp về đề server là những cúp về là cái cắt, server là tóc hay là cắt tóc ha. Những cái dịch vụ rất là thiết thực. Cúp chúng tôi cũng có những cái Chúng tôi cũng có một cái bác sĩ về mắt nhãn ha, về đo kính đó. Optician là những cái chuyên viên về đo kính ha, đo mắt kính để độ để người ta đeo để nhìn thấy tốt. Chúng những tôi bác sĩ cũng có kính một cái thợ làm kính trong hệ thống. trong mạng lưới đó là tất cả những gì chúng tôi làm, Những gì cần phải biết đó tất cả là những gì cần phải biết, và đó là những dịch vụ mà hầu hết trước hết A Văn là trước Tú là tất cả ha. Những dịch vụ này trước hết nó là những cái
pretext ha, những cái lý do ha, đó là vì những cái lý do ha, hay là bối cảnh tạo cái mối liên kết social xã hội ha. Dịch vụ này nhằm mục đích là tạo ra với cái lý do là tạo một cái mối liên kết xã hội. Bon, alors, vous écoutez pour la dernière fois. Et on parle très vite dans ce document et essayez de découvrir des choses difficiles dans la prononciation. Si vous voulez. Situation 1. Activité 3, page 116. Philanthropia avec la Fondation Caritas France. Geneviève Barmol. Bonjour à tous, bienvenue dans Philanthropia, une émission qui vous fait découvrir chaque semaine une action généreuse ou solidaire. Et c'est des commerçants solidaires dont nous allons parler aujourd'hui, les commerçants qui ouvrent leurs portes gracieusement aux personnes à rue, une belle initiative qui a pour nom le Carillon. Le Carillon, c'est aujourd'hui un réseau de 700 commerçants qui sont membres de ce réseau. Donc, alors comment ça marche très concrètement? Alors concrètement, les commerçants proposent aux personnes qui ont le besoin d'accéder à des petits services gratuits, donc des petits services du quotidien. Nous, on s'occupe d'afficher le label solidaire du Carillon sur leur vitrine. Qui ressemble à quoi, le label? C'est trois cloches, en fait. C'est un carillon qui représente le commerçant, l'habitant et la personne sans domicile, qui ensemble font un son harmonieux, qui est voilà, le son de l'harmonie sociale vers lequel espère aller. Donc on affiche ça sur leur vitrine avec des petits pictogrammes qui correspondent aux services proposés par le commerçant. Alors les petits services que les commerçants peuvent rendre, je vois qu'il y a déjà eu 40 000 services rendus, échangés en 3 ans, c'est beaucoup. Ces services, ils sont de quelle nature, Laura Gruérin? Alors ces services, donc ça peut aller de utiliser une prise téléphonique, chauffer un plat au micro-ondes, utiliser les toilettes, lire un journal. Voilà, on a répertorié environ 25 services en discutant avec les personnes sur domicile pour comprendre un petit peu quels étaient leurs besoins. On a aussi des commerçants qui vont plus loin, qui donnent accès à des produits comme des repas chauds, des encas, des boissons chaudes, également par exemple, des coupes de cheveux. On a aussi un opticien dans le réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces services sont avant tout des prétextes au lien social. Bon, et on va continuer avec une partie de phonétique. Đây, chúng ta có một cái phần về phát âm. Et les consonnes T et D. Bây giờ các bạn có hai cái phụ âm T và D. Et écoutez, vous entendez T ou D? Activité 5A, page 116. Écoutez, vous entendez T, D, A. Une action solidaire. Une action. B. Une belle initiative. C. Des services du quotidien. Des services du D. Quotidien. Des services gratuits. Des services gratuits. Des personnes sans domicile. Des personnes sans domicile. Des prétextes au lien social. Des prétextes au lien social. Activité 5A, page 116. Écoutez, vous entendez T, D, A. Une action solidaire. B. Une belle initiative.
C. Des services du quotidien. D. Des services gratuits. E. Des personnes sans domicile. Sans domicile. F. Des prétextes au lien social. Au lien social. Activité 5A, page 116. Écoutez, vous entendez te, de, a. Une action solidaire. Une action solidaire. Vous entendez quel son? Les. De, monsieur. De, dans quel mot? Solidaire. Solidaire. Solidaire, voilà. B. Une belle initiative. Alors, quelle consonne? B. Une belle initiative. Demisia. Attends. Et ça se trouve dans quel mot? Une belle initiative. Voilà, une belle initiative. Tive. Trong cái chữ initiative, các bạn thấy là cái nó có cái chữ t đầu về mặt chữ viết, nhưng mà người ta thành âm sờ initiative, chỉ có chữ t phía sau là người ta đọc thành âm sờ mà có initiative. Si. Des services du quotidien. Vous écoutez les deux, monsieur. Oui, toutes les deux consonnes. Et le son T, c'est dans quel mot? Quotidien. Voilà. Quotidien. Quotidien. T et deux. OK. Des services gratuits. Des services gratuits. Des services gratuits. Alors. De, monsieur. Des services gratuits. Tui. Alors, deux consonnes, te et te. E. Des personnes sans domicile. E. Des personnes sans domicile. Des, monsieur. Oui, des sans domicile. F. Des prétextes au lien social. Des prétextes au lien social. Les deux, monsieur. Oui, les deux. Et le groupe de mots, écoutez, c'est quoi? Des prétextes. Des prétextes. Prétextes au lien social. Voilà, des prétextes. Au lien social de dans des prétextes. Des prétextes au lien social. Des prétextes, voilà. Au lien social. Et puis, écoutez, prononcez et observez les sons T et de. Pour ces deux sons, la langue touche les dents. Khi các bạn phát âm hai phụ âm này, cái lưỡi ha, các bạn thấy chữ long à, ngoài ý nghĩa là ngôn ngữ ha, nó còn nghĩa là cái lưỡi ha, và cái lưỡi là cái bộ phận rất quan trọng trong việc phát. Cái lưỡi nó chạm lên cái răng. Bon, et puis mettez-vous toi sur votre gorge et prononcez. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ đặt cái ngón tay ở trên cổ họng của bạn và phát âm. Pour quel son sentez-vous une vibration?
âm nào the enter các bạn cảm nhận được một cái độ rung hay một cái việc rung vibration. Activité 5B, page 116. Écoutez, prononcez et observez les sons T, D. Activité 5B, page 116. Écoutez, prononcez et observez les sons T, D. Bon, alors avec quel son vous sentez une vibration? Écoutez. Tous les deux, monsieur. Tous les deux? Tous les deux. Oui. Non. De. Son. Te. 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 Et alors, le son est faible. On ne sent pas une vibration avec te. Mais de, c'est assez dur, assez lourd, on sent une vibration. De. Âm de nặng hơn. Thì các bạn để cái ngón tay ha, lên trên cái cổ họng ha, cái ở bên nam cái cục mà Adam đó. Thì âm de ha, các bạn nghe được, cảm nhận được cái độ rung ha. Còn de thì nó sẽ nhẹ hơn. Bon, et on a la question d'échange numéro 6. Lisez cette question à la fond. Tu lis la question numéro 6. Service pouvez-vous proposer à des personnes? Đâu, Phụng đọc câu hỏi số 6 xem nào. Et il s'agit des actions généreuses et solidaires. Et vous faites un petit échange avec votre voisin ou voisine et vous parlez des actions que vous menez pour aider quelqu'un d'autre avec des services concrets. Bon, un petit échange. Khánh Lê Bình. Bonsoir Khánh. Hello. Bon, vous pouvez imaginer, các bạn có thể tưởng tượng cũng được ha. Là nói tốt ngôn ngữ là ok. Quel service pourriez-vous proposer à des personnes dans le besoin? Besoin? Je pense que je propose à les services pour des personnes domicile personnes sans domicile pour des personnes dans domicile nó là cho mấy người mà không nhà để mà họ học à, để sans mà domicile chữ, thầy. Pour les sans les personnes sans domicile biết chữ này les mots hả thầy? D'accord, je leur apprends à écrire. Động từ apprendre ngoài nghĩa là học cái gì đó ha, còn apprendre à quelqu'un à faire quelque chose
là dạy ai đó cái gì đó. À, can tớ. À, I can the source. Rồi tôi dạy họ viết chữ ha. À, je leur apprends à écrire. Và biết biết đọc à écrire à, lire 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 parce que in n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent et ils ne pourraient pas d'accès les services. Accéder, ils ne peuvent pas accéder aux services. Họ không thể tiếp cận đến dịch vụ. Accéder à quelque chose. Tiếp cận đến cái gì đó. Đa số là sử dụng à nhiều hết này. Ừ, đúng rồi. À, thường thường hai cái giới từ quan trọng đó là à và đờ. Et vous, Khánh, quel service pourrez-vous proposer à des personnes dans le besoin? Je peux les aider avec l'étude de anglais. De l'anglais. Des études de langue anglaise. Oui, c'est... parce que je suis très bon en anglais. En anglais. J'aime aider les autres. Ok. C'est bon. C'est bon initiative. C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne initiative. On peut faire ensemble. D'accord, Khánh. Oui, d'accord. D'accord. C'est un projet. De travailler ensemble dans l'enseignement de langue anglaise aux personnes sans domicile. Các bạn có cấu trúc là đề nghị ha, cái gì đó ai đó ha, thì là proposer. Proposer à. Hello. À. Anh cả. Bạn Khánh có câu hỏi gì nào? Xóa Khánh. À không, thì em mới bị văng lại lần đó. Ok. Còn nếu mình là đề xuất ai đó làm gì đó thì các bạn dùng cấu trúc là proposer à quelqu'un de, cộng với động từ nguyên mẫu de faire quelque chose. Cái cấu trúc nó khá phức tạp. Đối với những cái cấu trúc nó về mặt cú pháp thì cái việc kết nối giữa những cái yếu tố chẳng hạn như động từ hay là danh từ hoặc động từ khác gì đó thông thường được kết nối bởi giới từ à hay là giới từ the. Chẳng hạn từ mặt cú pháp, nếu các bạn sử dụng một cái động từ theo sau một động từ thì nó có ba khả năng. Đây là vấn đề nó mình nhìn thấy nó có như nó nhỏ ha, nhưng mà nó tạo nên một cái tính chặt chẽ khi mình đặt câu. Chúng ta lấy ví dụ về mặt động từ, mối liên hệ giữa động từ với động từ thôi. Một cái verb và theo sang một cái verb và nữa thì thông thường nó sẽ có ba khả năng. Một là một cái verb và theo sau là một động từ nguyên mẫu. Đối với những cái động từ những động từ nào mà các bạn có một động từ nguyên mẫu theo sau đó. Allez. Oui, allez. Ok. Ví dụ như là je vais travailler. Tôi đi làm việc. Hay là
những động từ như là vouloir, pouvoir, savoir, devoir, ha, những động từ từng của một oa đó, ha. Hay là những động từ chẳng hạn như là aimer, oui, aimer, những động từ tình thái vân vân, ha. Đó là trường hợp đầu tiên, ha. Ví dụ là in toi, étudier, anh ấy phải học, ha. Thì như vậy một cái động từ theo sau một cái động từ thứ hai luôn để ở dạng nguyên mẫu, ha. Còn cái vấn đề là người ta dùng cái từ gì để kết nối, ha. Thứ nhất trong trường hợp đầu tiên là các bạn thấy rằng là người ta để thẳng động từ nguyên mẫu luôn, rồi trong trường hợp thứ hai là người ta sử dụng giới từ the để kết nối giữa hai động từ. Trường hợp thứ hai đó là vẽ cộng cho the hoặc là the apostrophe. Rồi ha, mới tới một động từ thứ hai. Là đi sâu vào cú pháp một tí hơn. Những động từ nào mà theo sau nó các bạn dùng một giới từ the. Đầu chúng ta thử liệt kê chẳng hạn như là choisir de faire quelque chose. Arrêter de faire quelque chose. Permettre de faire quelque chose. Permettre de quelqu'un à faire quelque chose. Cho phép hay làm gì đó, giúp làm gì đó. Động từ SD. SD, SD quelqu'un à faire quelque chose. SD nằm trong cái trường hợp là giới từ à. Hay là décider, quyết định làm gì đó. Hay là proposer de faire quelque chose, đề xuất làm gì đó. Vân vân, ha, còn nhiều lắm. Ha. Thông thường nó sẽ có 3 trường hợp thôi. Thì như vậy, những trường hợp này các bạn dùng giới từ the rồi mới tới động từ thứ hai. Ha. Ví dụ các bạn nói là anh ấy chọn học tiếng Pháp. Ha. Câu đó sẽ là gì? In soi. Il choisit d'étudier le français. Une autre phrase. Một câu khác nữa xem nào. Các bạn có thể dùng những động từ này hoặc là những động từ mà khác mà các bạn biết với cấu trúc là the cộng cho infinitive. J'arrête de fumer. Nghĩa là không hút thuốc hả? Tôi ngừng hút thuốc. À, tôi ngừng hút thuốc. À. Elle décide de quitter. De quitter. Oui, de quitter. Elle décide de me quitter. Cô ấy quyết định rời khỏi tôi. De me quitter. Vâng vâng. Rồi, thì các bạn thấy là những cái động từ này còn nhiều lắm ha. Là giới từ the cộng cho một infinitive. Và trường hợp thứ ba là giới từ à cộng cho một động từ. Nhưng mà thấy rằng cái giới từ à và giờ ngoài cái ý nghĩa cơ bản của nó, đó là ở một nơi chốn hay là của hay là từ, nó còn dùng rất là phổ biến ha, trong những cái cú pháp ha, giữa động từ với động từ, giữa động từ với danh từ. Vép rồi theo sau sẽ là giới từ à ha, cộng cho một động từ nguyên mẫu. Những cái động từ nào có cú pháp như thế này các bạn? Chẳng hạn như là SD can ca, à fe can ca shows, giúp đỡ ai đó làm gì đó. Cherche, à fe can ca shows, tìm cách làm gì đó.
Và đương nhiên các bạn có thể dùng danh từ ha, tìm ai, tìm kiếm ai đó, tìm kiếm cái gì đó ha. Ở đây chúng ta nói đến cái quan hệ giữa cái tính kết nối giữa động từ với động từ. Hay là continue affect and controls. Continue nó có thể vừa dùng với từ à với từ đờ, nhưng mà thường thường với từ à. Rồi động từ nào có với từ à, còn động từ nữa nào? So decided. So decided the, ha, the fact and the shows. Upon a. Upon a fact and the show, học cách làm gì đó, đúng rồi ha. Upon a fact and the shows. Propose, lấy hẹn mình nói. Propose. Propose a. Propose a kenka. A kenka tức là nó nó có một cái bộ ngữ gián tiếp ha. Nhưng mà nó là danh từ ha, mối quan hệ giữa cái động từ, danh từ hay là đại từ ha. Đây là động từ đúng không? Vâng vâng. Chẳng hạn như là mình tôi tìm cách đi nước ngoài ha. Je cherche à partir à l'étranger. Rồi cô ấy giúp tôi làm việc nhà. Em mét à phê lê mê nè à phê lê mê nè chê lê mê nè chê. Như vậy ha, các bạn thấy rằng là nếu chúng ta nắm được cái những cái cú pháp như thế này thì mình sẽ đặt được cái những cái câu nó rất là chuẩn mực ha. Cái động từ nào theo sau động từ biểu mẫu ha. Những động từ theo sau động từ thì sẽ kết nối bằng giới từ chờ hay là giới từ à ha. Rồi cú pháp nó khá chi li, cho nên khi các bạn đọc những tài liệu gì đó ha, các bạn sẽ tự mở rộng thêm ha, những cái vấn đề vừa về từ vựng cả lẫn về cú pháp. Rồi chúng ta trở về với bài học của chúng ta ha. Đó là những cách thức nào giúp các bạn đặt những câu nó ổn định ha, chuẩn mực. Bon, et document 4. Vous avez le document 4 pour l'activité 8. Regardez seulement ce document et répondez. Lisez les deux questions. Alors, peu. Regardez les documents 4 et je répondais à qu'est-ce que quand ce vie civique, mais pourquoi est-ce que les slogans dit j'en veux ce vie? Service, voilà, observer et répondre. Donc, rendez-vous service, faites un service civique. Rendez-vous are mời bạn phục vụ. Chữ civic có nghĩa là công dân. Công dân này. À, thuộc về dân sự ha, công dân. Rendez-vous service mời bạn phục vụ. Hãy phục vụ công dân. À. Qu'est-ce que un service civique? Alors, un service civique, c'est un service. Một cái sự hỗ trợ hay một cái dịch vụ, nên chắc là công dân, dân sự. Qui serve, qui là gì? Qui serve le civique, phục vụ cho công dân, những cái dịch vụ mà phục vụ cho công dân. Une mission pour chaque. Alors, et on a des petits mots. On est quoi?
C'est une mission pour chacun, chacun au service de tous. C'est-à-dire quoi? Une mission. Rồi, ở đây người ta nói rằng một cái dịch vụ công dân ha, một cái sự hỗ trợ công dân ha. À, đó là một nhiệm vụ sao? Một cái đối với mọi người. Mọi người. À, để mà phục vụ cho tất cả, vì cộng đồng, vì mọi người. Ça veut dire? Alors, c'est un service donné par les citoyens, citoyens pour aider les autres dans la communauté. Rồi, đó là một cái sự hỗ trợ ha, của tất cả những công dân dành cho những người khác trong cộng đồng. Thường thường nói những người mà có khả năng ha, đối với những người yếu thế hơn. Pour les citoyens favorables aux personnes qui sont défavorables dans la société. Pourquoi le slogan outil rendez-vous service? Rồi tại sao người ta đưa ra cái khẩu hiệu như thế này? Tự phục vụ người ta. Parce que il veut dire si vous êtes les, si vous aidez les autres, vous aidez aussi. Oh, ok. Oui, très bonne idée. Si vous rendez service aux autres, c'est-à-dire vous vous aidez. Alors, vous recevez beaucoup pour vous-même. Et qu'est-ce que vous recevez si vous aidez les autres? Qu'est-ce que... Mình giúp đỡ người khác ha, nó cũng cách là tự mình giúp mình ha. À, hay nói cách khác là mình cũng nhận được nhiều. Đừng nghĩ cho đi là mình mất hết ha, mình sẽ nhận lại được nhiều thứ, chẳng hạn. Alors, qu'est-ce que vous recevez pour vous-même et quand vous rendez service aux autres? Alors, vous recevez? Vous allez recevoir la gratitude. Oui, la gratitude, một cái sự biết ơn, sự cảm ơn, oui. Quoi encore? Dans le futur, les autres ils peuvent vous aider. Voilà, ouais, dans le futur, si au cas vous deviendrez défavorable, alors peut-être on ira vous aider. Et vous avez des expériences dans le soin aux autres. Vous avez des liens sociaux. Vous comprenez de différentes situations sociales, etc. Beaucoup d'autres choses. Bạn có một mối quan hệ xã hội, hiểu được những cái hoàn cảnh của cuộc sống, cảm nhận được cuộc sống, trải nghiệm beaucoup de choses. Alors, faites un service civique. Bon, et je vous invite à lire maintenant le document à côté. Il s'agit du document numéro 5. Alors, lisez ce document, le numéro 5. Alors, fond.
Ça va, Phụng? Hey, alors, tu lis le document numéro 5? Oui. Devenez compagnon pâtisseur et aidez-nous à améliorer l'habitat. Fontenay sous bois 94 Vendemarne in de France croix. La mission proposée se situe à Fontenay sous bois. L'objectif est d'aider les habitants à améliorer le logement. Le volontaire en binôme avec un amateur technique participera à des sentiers de rénovation ou d'aménagement des appartements des cités avec les habitants. Il participera également aux actions d'animation du quartier autour des thématiques du bricolage et de l'habitat. Il aura aussi l'occasion de voyager en France ou à l'étranger grâce au partenariat de chantier international quand à partir du 1er mars 8 mois 35 par semaine. Quel domaine? Solidarité. Combien de postes disponibles? De quel organisme? Quel organisme? Compagnon participe à la mission et accessible aux mineurs des 16 ans, non. Contactez Christine Leblanc, téléphone 06 50 87 25 26 pour lui des questions et présentez-lui votre CV. Voilà, ok. Bon, et vous avez des questions à répondre. Et vous dites si c'est vrai ou faux, on ne sait pas. Vous choisissez et justifiez votre réponse. Lisez les 5 affirmations. Alors? Oui. Tu lis les 5 affirmations. Le candidat doit avoir plus de 18 ans. Il doit aller à rénover des appartements. Il va travailler seul. Il va travailler seulement en France. Il va gagner beaucoup d'argent. Voilà. Alors, lisez attentivement ce document. Et vous allez dire si les phrases sont vraies ou fausses. Et
vous justifiez votre choix. Ở trong đây các bạn có động từ là rénover, có nghĩa là cải tạo. À, tân trang ha, ok. Cải tiến tân trang. C'est faux, monsieur. C'est faux. Mm-hmm. Et la signification. Parce que dans le document, il a dit la mission est accessible, n'est pas accessible aux mineurs de 16 ans. Le candidat doit avoir plus de 16 ans, pas 18 ans. La mission est accessible aux mineurs. Về câu hỏi này, người ta hỏi là cái nhiệm vụ này ha, cái nhiệm vụ nó có dành cho những người nhỏ tuổi kể từ 18 tuổi hay không ha? Tức là những cái người mà ra là kể từ ha, những người mà nhỏ ha, tức là chưa đủ tuổi trưởng thành, từ 16 tuổi, ví dụ những bạn 16, 17 tuổi có thể tham gia được không? Câu trả lời là gì? No. Như vậy bắt buộc bạn phải sao? Ứng viên phải trên 18 tuổi. Như vậy xe. Xe vé. Rồi, bắt buộc phải trên 18 tuổi ha. Những người mà nhỏ ha, những các bạn trẻ nhỏ tuổi ha, kể từ 16 tuổi ha, tức là chưa đến tuổi trưởng thành nhưng mà hơn 16 tuổi ha. Và câu trả lời là non, tức là gì? Bắt buộc phải trên 16. Il doit aider à rénover des appartements. Và cái hiệp hội này mang tên là Compagnon Bâtisseur. Compagnon tức là những người mà cùng nhau cộng sự, đồng hành. Bâtisseur nó xuất phát từ động từ là bâtir. Xây dựng ha, bắt chìa. Artisan tức là những người mà xây dựng. Et vous lisez attentivement. C'est faux. C'est faux. Quelle est la justification? Le volontaire. Un binôme avec un animateur
technique participera de sentier de rénovation ou d'aménagement. Merci bien. Rồi, câu phát biểu này ha, có nghĩa là cái ứng viên này phải hỗ trợ ha để mà tân trang lại những căn hộ. Dọn nhà đi, đúng. Rồi, vô trong câu phát biểu đó là gì nào? Những người tình nguyện. L'objectif est de, ha, cái mục tiêu là để ha. L'objectif là E là D, cộng từ nguyên mẫu. Để mà sao? Aider les habitants à améliorer. Mục tiêu đó là giúp đỡ những người dân cải thiện lại. Động từ améliorer là cải thiện, tức là làm cho nó tốt hơn. Cải thiện cái căn nhà của họ. Những người này âm binôme. Avec ứng cặp với, đúng không? Một cái... giúp cải thiện cái nơi ở ha, logement là một cái chỗ ở. Đúng rồi, chính xác. Rồi volontaire. À, volontaire là một cái người mà tình nguyện ha. Volontaire, xung phong hay là tình nguyện ha. Nó có thể là một tính từ hay một danh từ. Rồi, người tình nguyện ăn binôme avec, tức là cùng với... làm việc mà ăn binôme, tức là cùng với một ai đó. Một cái travail ăn binôme mà, tức là một hai người cùng chia sẻ một công việc. Rồi, bạn làm cái người tình nguyện cùng làm việc với một cái animateur technique. Một cái người animateur trong truyền hình, là một cái người dẫn chương trình ha. Trong một cái các hoạt động trò chơi thì nó là một cái người hoạt náo ha. Đây, ở đây là một cái người mà chủ động hay dẫn dắt, với một cái người phụ trách về mặt technique, kỹ thuật. Dẫn dắt về kỹ thuật. Rồi, bạn sẽ làm gì nào? Sẽ tham gia vào cái người volunteer đó cùng với có một cái người phụ trách mặt kỹ thuật nữa ha. Để họ đều giúp mình làm tham gia vào những cái chantier, là công trường hay là những cái chỗ mà sửa chữa công trường, để mà tham gia cái công trường để cải tiến ha, hoặc là dọn. Aménagement nghĩa là gì nào? Dọn dẹp. Có xuất phát động từ là aménager, là quy hoạch. Aménagement, cái việc mà quy hoạch. Quy hoạch của những căn hộ ha, trong những cái khu phố city ha. Thường thường nó nói về những cái khu phố rộng lớn ha, nó có những cái nét đặc thù với những cái người dân. Thì như vậy cái ứng viên này có phải tham gia việc sửa chữa những căn hộ không nào? Chắc chắn là có rồi. Cái đoạn nó có liên quan. Chúng ta có thể dẫn chứng là gì? L'objectif aider les habitants à améliorer le logement. Câu này cũng đủ minh chứng rằng cái ý này nó trùng với lại nội dung của bài ha. Đây là cải tiến căn hộ, ở đây là gì? Cải thiện chỗ ở ha, trong những cái khu quy hoạch căn hộ. C. C'est faux. Justification, minh chứng là gì? En travail en binôme. Oui, ha, un travail en binôme avec un animateur technique. Rồi, các bạn nhớ cái thành ngữ là en binôme avec, tức là cùng với một cái ai đó để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. D.
C'est fou. Tu as travaillé seulement en France? On ne sait pas. On ne sait pas. Câu phát biểu này nghĩa là Chỉ làm việc anh ấy sẽ chỉ làm việc. Ở đây người ta dùng cái future post, cấu trúc là ale cộng cho động từ nguyên mẫu. Anh ấy sẽ chỉ làm việc ở Pháp. Câu nào nó liên quan nè? Là tìm cái chỗ đề cập đến cái việc mà cái nơi chốn làm việc. Dans la première question, où? Fontenay-sous-Bois, Île-de-France. Alors, comment une bâtisse est-elle améliorée? Fontenay. Ở đây là một cái địa điểm ha, nhưng mà ở đây là thì tương lai ha, sẽ làm việc. C'est faux này. Xe phố. Ok. Alors, justification. In au grau si location de voyager en France ou à l'étranger. Voilà, et en France ou à l'étranger. Rồi ha, anh ấy cũng sẽ có dịp đi du lịch ở Pháp ha, đi di chuyển ở Pháp hoặc là ở nước ngoài, đặc biệt là ou à l'étranger. Như vậy câu này chỉ giới hạn nước Pháp không thôi, chưa hạn ha. Ủa. Et il va gagner beaucoup d'argent. C'est Cái tổ chức faux. này mang tên là Công Ba Nhung Không ha, phải. à, Batista, à, những người bạn đồng hành trong việc xây dựng. On sait pas. Nghe có vẻ là phô nhưng mà nó có cái thông tin trong đây để nói rằng là người này sẽ nhận lương ít hơn đâu. Non. Non, monsieur. À, ý le salaire là remuneration, thù lao hay là mức lương gì đó, không hoàn toàn không không đề cập đến. Cho nên là có thể là như vậy nhưng mà chúng ta lại không có đủ ha, không có đủ cái thông tin, không có đủ cơ sở dữ liệu, cho nên chúng ta để là on ne sait pas. Rồi, biết ai đó phạm tội ha nhưng mà mình không có chứng cứ thì chúng ta vẫn theo cái luật là suy đoán vô tội ha. Cho nên là câu này các bạn để là ông là sẽ phạm dù trên thực tế có lẽ là như thế ha, nhưng mà trong bài test không hề đề cập. Et puis, relevez trois noms et deux actions d'engagement. Các bạn hãy nêu lên ba cái danh từ hay là hai hành động để thể hiện sự dấn thân hay engage. Mình dấn thân vào. Dấn thân vào. Khoa nôn volontaire Alors, trois noms, ba cái danh từ, oui, volontaire, c'est aussi un nom, d'accord. D'autres noms, participation. participation, oui, ok, c'est vrai. Volontaire. Compagnon. Compagnon, ouais, ouais. Voilà. Compagnon. Participation, ou bien partenariat. Mối quan hệ, đối tác. Nhờ vào cái đối tác.
của cái công trường quốc tế. Et deux actions d'engagement. Hai cái hành động thể hiện cái sự dấn thân vào. Partir à l'étranger. Bien, avoir l'occasion. Avoir l'occasion de voyager en France ou à l'étranger. Sẽ có dịp đi các nơi ở Pháp hay là nước ngoài. Bon. Et ça, c'est une preuve d'engagement aussi. Ça va, vous comprenez ce document? Oui. Oui, monsieur. Voilà, hein, pas de problème. Et la conjugaison du verbe rendre, c'est un verbe au troisième groupe. Alors, lisez la conjugaison. Khánh. Rồi, Khánh đọc cái chi động từ con xem nào. Oui. Je rends, tu rends, elle on rend, nous rendons, rendons, vous rendez, ils rendent. Il rend, NT mình đọc âm ơ nhẹ. Rend. Đây cũng giống như những động từ bốn quy tắc khác ha, cái đuôi thông thường của chúng là SS, T hoặc là J ha, và ONS, EZ và ENT. Chúng có cái phần quan trọng đó là mời lệnh cách với những cái đại từ đóng vai trò là bổ ngữ gián tiếp. Cái này không sao chúng ta học. Bây giờ các bạn có cái phần les abréviations, những cái từ viết tắt. Những cái từ viết tắt là nó sẽ lấy những cái từ thông thường, những cái một vài mẫu từ đầu để nói gọn lại. Chẳng hạn như là T, T accent aigu, L, c'est une abréviation de quel mot? Téléphonie. Télévision. Oui, hein, c'est tel, c'est le téléphone. Et maintenant la télévision, on dit la télé. TV thì người ta nói là télé, regarder la télé. Nhưng mà tel là téléphone. Ciné là viết tắt của chữ cinéma. Tel, c'est le téléphone. H. Ok. CV. Curriculum curriculum vitae. Curriculum vitae. Oui. Curriculum vitae. Vitae. Nó mình đọc theo. Nó là viết tắt của chữ là curriculum vitae. Sở hữu lý lịch. Emine. Minute. C'est minute. S. Seconde. AV. Avec. Avenue. Voilà, d'accord. Avenue. Eh. Exemple.
Exemple, oui. Et en langue française, il y a beaucoup d'abréviations. Vous connaissez quelques-unes autres? Ngoài những từ này, các bạn không biết những từ nào mà ta viết tắt nữa TGV, monsieur. Pardon, TGV, TGV. Et les mots complets, c'est... Viết tắt của chữ TGV là Train à grande vitesse. Quoi encore? Et pour le mot professeur, on peut dire prof. Et le mot sympathique, on dit Sympa. sympa. Et les étudiants à l'université, ils disent, je mange aux rues. Ça veut dire quoi? Sinh viên đại học nói hỏi à, bon, tu veux manger où ce midi? Je mange aux rues. Trưa nay ăn đâu? Je mange aux rues. Trên đường hả? Vậy rue đó là gì? Đường. Ăn ở trên đường hả này? Cái âm thì nó nghe có vẻ trên đường ha, nhưng mà rue ở đây ha. Nó viết tắt chữ là restaurant. Y như taxi ta hả? Universitaire. Je mange rue. Tức là tôi ăn ở căng tin đại học ha. Đó là nhà hàng của trường đại học đó ha. Còn rue ha. Nói tắt hai chữ đầu là e hả? Và các bạn thấy là những bạn mà trẻ trẻ đó ha, cấp 2, cấp 3 hay xài những từ tiếng Anh mà viết tắt khủng khiếp luôn. Ví dụ như là gì đó ha. Cái nó là G9 ha. G9 ha. Good night ha. Alors beaucoup. Il a beaucoup. Rồi ngày nay thì cái khuynh hướng giới trẻ xài những cái từ mà viết tắt rất là nhiều. Còn khi mà các bạn tham gia, các bạn thi ha, hay là thi nói thì viết gì đó thì chúng ta cố gắng viết một cách đầy đủ ha. Còn trong đời thường nếu các bạn sử dụng được những cái dạng mà viết tắt một cách thân mật như thế ha, thì tính hội nhập của các bạn tốt hơn nhiều. Bon, et la prochaine fois, on va avoir un point grammatical important, impératif et les pronoms indirects. Rồi, hôm sau chúng ta sẽ học cái vấn đề quan trọng ha, về mệnh lệnh cấp và những cái bổ ngữ gián tiếp theo sau. Ok, et à la maison, vous faites les exercices dans le cahier d'activité. Ở nhà các bạn hãy làm những bài tập trong vở bài tập ha. Cái phần liên quan đến cái phần ngữ pháp này thì các bạn làm được thì làm, không chưa được thì chúng ta sẽ có cái lý thuyết trước rồi chúng ta thực hành sau. Bon, au revoir et à mercredi.